chào quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Tài nguyên, Môi trường và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị khán giả, tình trạng đổ đất trái phép thời gian qua luôn là vấn đề gây bức xúc bởi nó gây nên những hệ lụy khó có thể khắc phục như sạt lở, đất đá tràn xuống đất sản xuất, xuống đường, thậm chí xuống cả nhà dân. Đó là nội dung chính được phản ánh trong tạp chí hôm nay. Ngoài ra, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới nhất về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị khán giả, từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 12 hồ sơ về lĩnh vực khai thác khoáng sản, trong đó đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt 8 hồ sơ. Các hồ sơ xin cấp phép chủ yếu là khai thác cát, sỏi và thăm dò các khu vực có trữ lượng khoáng sản lớn. Trong quý 1, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ thăm dò trữ lượng cát sỏi khu vực Bắc Trâm, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, thăm dò cát sỏi tại thôn Đèo Vai, xã Quảng Chu và Nam Mố, Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, mỏ đá vôi Bắc Ken, huyện Ba Bể. Hiện nay, những hồ sơ còn lại đang tiếp tục được giải quyết. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép hoạt động khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh nhất trí bổ sung vào quy hoạch khoáng sản của tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện khoanh định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản, trình tỉnh phê duyệt để thực hiện. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, trong đó quy định để lại phần trăm số tiền phí bảo vệ môi trường thu được cho tổ chức cung cấp nước sạch. Theo nghị định, đối với nước thải sinh hoạt sẽ để lại 10% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường thu được cho tổ chức cung cấp nước sạch và 25% cho Ủy ban Nhân dân phường, thị trấn để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí. Trường hợp chi phí tổ chức thu thấp hơn tỷ lệ để lại này, Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức tỷ lệ để lại cụ thể phù hợp nhưng tối đa không quá 10% đối với tỷ lệ để lại cho tổ chức cung cấp nước sạch và tối đa không quá 25% đối với tỷ lệ để lại cho Ủy ban Nhân dân phường, thị trấn. Số tiền phí được để lại là doanh thu của tổ chức cung cấp nước sạch. Tổ chức cung cấp nước sạch kê khai nộp thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật về thuế và quyết định việc quản lý sử dụng tiền phí để lại. Đối với nước thải công nghiệp, tổ chức thu phí phải nộp toàn bộ số tiền phí bảo vệ môi trường thu được vào ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động. Thời gian qua, tình trạng đổ đất, đá thải dọc theo các tuyến đường đang thi công hoặc dọc các sông suối trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phổ biến. Hậu quả là môi trường bị ảnh hưởng, thậm chí ở nhiều nơi, cuộc sống của người dân bị đảo lộn do đổ đất trái phép. Tuy nhiên, việc phát hiện cũng như ngăn chặn lại chưa được các địa phương quan tâm đúng mức. Gia đình bà La Thị Thẩm ở thôn Cốc Lùng, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn có gần 1.000 m2 ruộng cây lúa hai vụ. Vụ xuân này gia đình bà không thể gieo cấy được. Nguyên nhân là do một số hộ dân ở đây đồng ý cho doanh nghiệp đổ đất dọc theo tuyến 254, khiến nước thải và rác thải chảy hết vào ruộng. Xảy ra tình trạng ngập úng này là do nâng cấp con đường này và do cái chủ thầu với lại gia đình của nhà Hoàng Thị Ngọc ấy thì khơi cái rãnh mương là xuống đổ dồn nước thải các thứ là dồn xuống ruộng nhà tôi. Cũng do việc đổ đất trên mà nhiều hộ dân ở thôn Cốc Lùng, xã Nam Cường bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng ngập lụt. Toàn bộ nước thải của tuyến mương này mỗi khi trời mưa lại chảy ngược vào nhà của các hộ dân. Đây cũng chỉ là một trong số rất nhiều điểm đổ đất trái phép trên địa bàn tỉnh, gây ảnh hưởng đến môi trường và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Dọc theo sông Cầu, đoạn qua xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, hay như đoạn qua xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tình trạng đổ đất đá ra sát lòng sông Cầu đã diễn ra từ nhiều năm nay. Thậm chí có điểm dù đã được cơ quan chức năng của huyện lập biên bản, nhưng việc đổ thải vẫn đang tiếp diễn. Trong quá trình mà làm nhà hoặc là muốn cải tạo đất, hoặc là điển hình là cái việc thi công các con đường giao thông ấy, là do địa hình miền núi của chúng ta ấy, là một bên là núi, một bên là suối, địa hình không bằng phẳng. Do vậy đã diễn ra một số những cái vấn đề, tức là việc đổ thải không đúng theo quy định. Một là đổ vào sát sông, hai là hộ dân cư hợp đồng với các đơn vị thi công làm đường đổ đất không đúng vị trí theo đúng thiết kế trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, cho nên đã có những cái vấn đề về môi trường xảy ra. Ngoài ra, rất nhiều điểm đổ đất hiện nay đã vi phạm vào hành lang giao thông nhưng chưa được lập biên bản xử lý. Nguyên nhân là do người dân, doanh nghiệp tranh thủ đổ đất vào những ngày nghỉ hoặc khi vắng bóng lực lượng chức năng.
từ việc đổ đất trái phép dần dần hình thành những công trình vi phạm hành lang giao thông, khiến công tác quản lý ngày càng trở nên khó khăn. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với cái việc san ủi và đào đổ đất không đúng nơi quy định, đặc biệt là cơ quan cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Cạn, số vụ lập biên bản xử phạt liên quan đến đổ đất trái phép hàng năm rất ít. Để hạn chế những tác động tiêu cực từ hoạt động san ủi tạo mặt bằng, đổ đất trái phép, thiết nghĩ các ngành chức năng, chính quyền các địa phương cũng cần có những giải pháp quản lý chặt chẽ hơn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Bởi hiện nay, tình trạng đổ đất thải trái phép ra sông, suối, hành lang giao thông dù khá phổ biến và đang ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và cuộc sống của người dân, nhưng công tác xử phạt khắc phục hiện trạng đang bị xem nhẹ. Những tháng đầu năm đã có 8 vụ việc vi phạm về lĩnh vực đất đai bị xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 50 triệu đồng. Trong đó xử lý một tổ chức và 7 hộ gia đình cá nhân vi phạm về lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên hiện nay số tiền nộp phạt mới chỉ được hơn 9 triệu đồng, còn gần 40 triệu đồng chưa được các đối tượng vi phạm chấp hành nộp. Theo điểm A khoản 1 luật xử lý vi phạm hành chính có quy định thời hạn xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai là 1 năm trừ một số trường hợp được quy định trong luật có thể kéo dài đến 2 năm. Do vậy, đối với các trường hợp chây ỳ không chấp hành cần phải có giải pháp để xử lý vi phạm. Thưa quý vị khán giả, xử lý rác thải y tế vốn là vấn đề khó khăn hiện nay khi hầu hết các trung tâm y tế tuyến huyện đều có công nghệ lạc hậu, việc xử lý rác thải không được triệt để. Theo một số trung tâm y tế thì cần phải đầu tư hệ thống xử lý rác thải theo công nghệ mới thì mới có thể làm giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường từ rác thải y tế. Được đầu tư từ nhiều năm nay, nhưng hệ thống xử lý rác thải của Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới lại được đầu tư theo kiểu chắp vá. Hệ thống bể lọc nước thải ở đây được đánh giá là không xử lý triệt để, thậm chí có thời điểm đầu vào và đầu ra không khác nhau là mấy, nghĩa là nước thải chưa được xử lý. Do vậy, hàng năm Trung tâm Y tế huyện phải mất khá nhiều chi phí cho việc sửa chữa bể lọc nước thải. Vừa được sửa chữa năm 2018, cuối năm 2018 đến nay, thì đã có hiện tượng tức là nước, mùa mưa nước đã dâng lên đấy, và có biểu hiện là tràn ra xung quanh thì không đảm bảo. Với cái quy trình kỹ thuật, cái mô hình xử lý cái chất thải lỏng đến hiện tại bây giờ ở tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới là không đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, lò đốt chất thải rắn cũng phát sinh nhiều chi phí sửa chữa, do đây cũng là tài sản được chuyển từ một đơn vị khác đến để sử dụng. Do đó, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới luôn mong muốn được đầu tư toàn bộ hệ thống xử lý rác thải hiện đại hơn để thay thế cho máy móc quá đỗi lạc hậu này. Đơn vị cũng đã có cái công văn đề nghị đối với Sở Y tế là cơ quan chủ quản là cho phép có phương án sửa chữa hoặc là thay thế toàn bộ cái hệ thống xử lý nước thải hiện tại là bằng cái phương pháp xử lý mới để nó đạt hiệu quả hơn. Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn là đơn vị có thể nói là có hệ thống xử lý chất thải hiện đại nhất trong các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh. Rác thải được thu gom và phân loại ngay từ ban đầu, sau đó xử lý đúng quy trình. Bên cạnh xử lý chất thải tại đây, thì Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn cũng hợp đồng với một số đơn vị khác để xử lý rác thải. Đối với việc xử lý chất thải lỏng, cũng thường xuyên được quan trắc và đảm bảo đúng các yếu tố trước khi xả ra môi trường. Hiện nay xử lý rác thải, thì chúng tôi có một cái đội ngũ hộ lý và công nhân vệ sinh thu gom, phân loại ngay từ khi phát sinh chất thải. Thế còn đối với cái rác thải nguy hại, thì chúng tôi thu gom và xử lý qua hệ thống lò đốt. Tuy nhiên là cái quá trình thực hiện thì cái chi phí cho cái việc xử lý rác thải này cũng khá là nhiều. Chúng tôi tính bình quân để vận hành cái xử lý chất thải nguy hại thì mỗi một cân rác là tương đương với 1 lít dầu để đốt xử lý. Rác thải y tế là loại rác có khả năng cao gây ô nhiễm môi trường và việc rác thải y tế không được xử lý đúng cách sẽ rất nguy hại đến môi trường, có thể trở thành mầm mống gây bệnh nguy hiểm. Bởi vậy, việc phân loại rác ngay từ nguồn phát sinh, đào tạo nâng cao chuyên môn cho cán bộ, nhân viên tại các cơ sở khám chữa bệnh trong việc phân loại và xử lý rác cũng quan trọng không kém việc đầu tư công nghệ tiên tiến để xử lý rác thải y tế.
Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi tạp chí Tài nguyên Môi trường Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.